Bạn, tôi tiếp tục giới thiệu một cặp dao nữa trong bộ sưu tập của tôi. Đây là cặp dao, có thể gọi là cặp dao mèo nhỏ. Đây là con mèo nhỏ đúng đích thực này. Đây là một con lai thì tôi sẽ mô tả chi tiết sau. Hai cặp dao này là đều của một maker ở trong Vũng Tàu. Đấy. Rất đẹp dai, nhưng bạn ấy đang bị bệnh chút. Này là người đang hơi yếu. Chúc em mau khỏe, cho ra những sản phẩm đẹp. Đây là con dao mèo bạn ấy làm này. Dao mèo nhỏ, kích thước chiều dài lưỡi này không nhớ tầm bao nhiêu, để tôi lấy kích thước à. Ba phân đấy. Cán thì tầm 10 phân đấy. Tổng thể con dao dài hơn 20 phân, 22, 23 phân đấy. Dài hơn cái một găng tay của tôi, 22, 23 phân. Đây là con dao để dao nhỏ, thì cũng như con dao để đi mũ khác, con dao nhỏ. Đấy, cầm rất vừa tay, điểm cân bằng cũng tương đối tốt. Con này tôi chưa dùng lần nào. Con này thép 80 CRV2 khá dày, nhìn dáng có vẻ trâu bò đấy. Con này chắc không hiểu cán bằng gỗ gì, không rõ có đủ khỏe không, chắc là dùng trước những công việc mà đi cắm trại dã ngoại chắc là đảm đương được. Chè củi rồi nấu ăn làm bếp chắc là đảm đương được. Tôi cũng chưa thử bao giờ, tôi cũng rất có muốn có một dịp đi thử tất cả con dao tôi từng con một. Tôi sẽ làm vlog cho các bạn xem. Hiện thời tôi giới thiệu đã, đây là một con dao mèo nhỏ này, thép 80 CRV2 này. Đấy. Nhưng mà thép này tương đối khó rỉ nha. Để lâu mà ít lâu mà cũng không thấy có bị gì đâu. Đấy. Đây là một con thứ nhất này. Con thứ hai thì khác một chút. Khác ở cái điểm là như thế này. Từ cái bao bạn nhìn thấy rồi. Đấy, là làm theo phong cách của người Nhật, từ cái khâu nữa. Cái khâu con dao này nó có cái chắn này. Đấy. Lưỡi thì nguyên dạng giống hệt nhau thôi, nó đều là lưỡi dáng con dao mèo. Đấy. Cảm ứng con dao mèo nhưng mà nó đã thêm một cái chắn tay. Câu làm có thỏi ra chân tay và dao này có đấy, làm thêm phần đeo như này, thiết kế giống con dao đi rừng của người Nhật đấy, khác mỗi cái lưỡi biên dạng lưỡi thôi. Con này là gỗ chắc cả cán lẫn vỏ, gỗ chắc, lưỡi thì bằng nhíp, tôi không nhớ rõ. Cái này dễ gỉ hơn cái lưỡi kia. Đây, thi thoảng vẫn phải lau mới làm sạch lại. Thi thoảng nó gì đen. Đấy là con dao này tôi em cân lên cho các bạn xem. Con này đấy, 140 gram nặng. Đấy, con này 118 gram. Mặc dù con này dày hơn nhé, con này dày hơn này, bàn lưỡi dày hơn, như này 5 ly, 4 ly, 5 ly, con này ngắn hơn này, con này 4 ly nào này,
mỏng hơn. Đấy, con mỏng con dày hơn. Nhưng con mỏng hơn này lại nặng hơn, tại vì cái cán này. Đấy. Cái cán này gỗ chắc nặng. Nặng lắm. Cái con dao này đều nặng, cái vỏ cũng thế. Để cho vào thử cân thử xem cả vỏ cả cán này bao nhiêu. Hai trăm hai bảy con này cả vỏ cả cán nên là bao nhiêu đấy, 151 đấy. Cả vỏ cán khi còn nặng bằng cái lưỡi con này, mỗi nguyên con dao này. Vỏ con này là một gỗ da tị thì phải, tôi không nhớ rõ, chắc thế, tị hay là gì đấy. Đấy, có mấy cái này bằng vỏ mận hay rừng hay đào rừng gì đấy. Hai con dao này thì đều chưa trải qua một đợt dã ngoại nào, được, sắp tới tôi cũng sẽ mang đi thực chuyến xem công dụng trong thực tế nó thế nào. Mặc dù tôi sở hữu hai con dao này khá lâu rồi. Để giới thiệu các bạn hai con dao mèo nhỏ. Cái này có thể kết hợp với một con dao mèo to hoặc là một cái rìu để đi ra ngoài đeo được. Đấy. Đeo được, con này đeo được, có khóa lưỡi ra ngoài. Khóa lưỡi. Khóa lưỡi chắc lắm. Đấy. Là không ra đâu. Con này thì không sợ rồi, con này thì có cái này ở đây giữ rồi. Này. Cảm ơn các bạn.